nhiều đầu lên rất là đẹp. Và một cái củ này gốc cong vị như này. Đó. Đây một cái cụm này là đây là hai củ liền nhau. Một cụm là khoảng 6-7 chân với nhau. Xin chào tất cả quý ba anh chị. Thì ngày hôm nay em về gần như là đây là một trong số những chuyến cuối cùng của mùa nhục thu dung năm nay. Chuyến này thì 100% là hàng VIP. Em về toàn bộ chỉ có hàng VIP, không có hàng nhỏ hơn. Và cái lô này thì thật sự thì nó là những cái lô cuối thì em đóng hàng nó cho về. Thì thật sự là người ta bên kia nó đóng cho em rất là đẹp. Cái lô này ấy, thì đa số nó là hàng VIP rất nhiều. Đây sẽ quay trước về cái phần gọi là hàng nhục thung dung bị gãy. Đây mọi người này, to rất to nhưng mà bị gãy, gãy mất một ít. Đó. Đây em thì đây có củ này rất là dài nhưng mà gãy mất ngọn. Đó, hơi tiếc. Đó, một số củ này. Ở bên kia em có một củ rất là to cũng bị gãy. Đó, bởi vì cái lô này đi thì nó nặng nên thành ra là nhiều khi họ xếp là đè lên nhau là gãy rất là nhiều. Và cái lô này nó có mấy cái cụ. Đây. Cái cụ này liền gốc với nhau thì nó gồm 2 4 5 thân mà liền một cái gốc như thế này. Rất là đẹp. Đó. Còn mấy củ ở bên kia nữa. Cả tổng của cái lô này thì em về là cái lô này thì hàng VIP thì về có khoảng tầm 600 cân thôi. Không được nhiều hơn. Đó. Đây, cái lô này thì về hình như cái củ rất là to. Đó. Thật sự rất là to luôn. Đó. Đây có những cái củ ở dị cong. Đó, cong. Và lại khoe mọi người là được một cái cụm nhỏ nhỏ này. Thì chắc là em sẽ lại lên bình cái cụm này. Đó, nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó nhiều đầu lên rất là đẹp. Và một cái củ này gốc cong vị như này. Đó. Đây một cái cụm này là đây là hai củ liền nhau. Một cụm là khoảng 6-7 chân với nhau. Đây tổng một cái lô này. Đó. Cả một lô. Trong góc trong kìa. Em mình vướng quá này. Trong góc trong kìa. Trong nhà em thì lúc này nó rất là bừa bộn. Cái lô hàng này thì nó rất là nhiều. Đó, hàng thì rất là dài, rất là đẹp. Bố mở bé cho rất là nhiều hàng. Cả một cái lô này, đây em nứt gốc với một củ này. Đó, trên cả một cái tầng. Đó, rất là nhiều. Trên cái lô hàng này của em ấy thì đi cách đây 3 ngày. Thì hôm nay về đến nơi. Đợt này ở vận chuyển bên kia nó đi rất là nhanh. Và nhưng mà em đi nhanh nên là cái giá cước của nó hơi cao lên kìa. Cái lô hàng này nó giá của nó lại phải hơi nâng lên mất một chút. Bởi vì nó rất là nhanh thì để đảm bảo được cái vấn đề chất lượng và độ tươi của hàng. Nhưng mà giá cước lên thì giá thành nó lại phải đi lên theo. Đấy, hai cái thì nó lúc nào nó song hành với nhau về vấn đề đấy. Còn đâu cái nhục thung dung này ấy, thì cái lô to này về ấy, thì đa phần ấy, là những cái lô dài này là để ngâm những cái bình khoảng tầm cỡ 12 lít trở lên, bình trụ cao của Hàn Quốc, mã 4781 hoặc là mã 222 là mấy cái mã 12, 15, 25. Còn có một cái mã 43 lít là cao nữa cơ. Thì ngâm những cái hàng dài này rất là vừa và đẹp này. Đó, tầm một lô. Đó, quay. Cái nhục thung dung này thì ví dụ như kiểu ai mà không có quan trọng về vấn đề hình thức thì mọi người có thể mua cái hàng gãy này về ngâm chung, ngâm với táo đỏ kỳ tử, đẳng sâm, nhung hiêu, ba kích. Đó. Ngâm trong chum thì uống để tăng cường vấn đề sức khỏe, giảm đau nhức xương khớp, giảm đau lưng. Thì mọi người liên hệ em để cho mọi người cái hàng gãy kìa. Đó, rất là hợp lý. Bởi vì cái hàng gãy này thì hoặc là mọi người mang về thái ra phơi khô làm trà cũng rất là ổn. Đó. Còn đâu những cái hàng đẹp này thì mua để trưng, để làm ấy thì cũng rất là ok. Đó. Có một số củ ấy, như ở chân gốc này nó cũng khá là dị. Đó, rất là dị và đẹp. Tổng một cái lô này của em thì nó còn tầm cỡ 600 cân. Và lô này sẽ là một trong số những chuyến cuối cùng. Còn hàng xô thì chắc là em về một chuyến nữa, nhưng hàng xô em sẽ không quay. Mọi người ai yêu cầu lấy như nào thì em sẽ lấy cho mọi người như vậy. Đó. Thì ai mà có nhu cầu ấy thì mọi người cứ liên hệ với em số điện thoại 0368950819 hoặc kết bạn Zalo với em theo số điện thoại đấy. Em sẽ tư vấn hoặc là chia sẻ cho mọi người. Kể cả mọi người mua ở đâu thôi, em cũng có thể hướng dẫn mọi người lên bình cũng dẫn được. Bởi vì cái vấn đề đấy thì em không có quan trọng. Đó.
thì mọi người em xin phép quay video ở đây thôi. Kính chúc mọi người một buổi tối bên gia đình vui vẻ, một ngày mới làm việc hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau.